I love you. Now you set my soul on fire. Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ chơi về chị bartender pha rượu ở trong map làng ven hồ. Nếu mà mình chơi ở chế độ này, chắc chắn là mình sẽ có rất là nhiều rượu để mình có thể pha và có thể là mua được thêm 2 bình rượu dở vãi lìn ở trong cái bốt điện thoại nữa, rất là ngon. Mình vừa mới thi xong, thi cũng rất là nhanh. Mỗi nhóm thuyết trình 15 phút thì nhóm người ta là nhóm 1, mình là nhóm 2 thì tầm khoảng 1 giờ thi, 1 giờ 15 là đến lượt nhóm mình là 11 rưỡi, lúc 1 rưỡi là mình xong rồi. Rất là nhàn. Nói chung là thi cái này cho có lẽ, trước kia đâu có đâu, chỉ cần nộp là xong. Bây giờ thì cũng chả thấy đâu, giờ cũng làm trò lên. Người ta nhiều khi mình thấy nhiều giáo viên họ cũng than mệt, mà ai hiểu thì họ sẽ giữ trong lòng. Còn không thì nhiều khi giáo viên, sinh viên ấy, kiểu nó ghét rồi nó mét thì kia cũng rất là phiền mọi người ạ. Cho nên là mình thấy là mấy cái gì mình hay có cái tâm sự gì đó gọi là không được tốt về một cái tổ chức nào đó thì mình nghĩ là mình nên để trong lòng, chứ đừng nói ra, nói ra nguy hiểm lắm. Ngày xưa từng trải rồi, cũng biết rất là nhiều thứ rồi, cho nên là cái gì thì cái, mình vẫn phải ưu tiên gọi là giữ thầm trong tim. Hơi gây xa kìa. Yêu quái vào. Trời đất ơi, yêu quái. Cháy. Ôi ơi, chị ơi. Chị bartender. Ôi sao nước. Ôi ơi, kéo đồng bọn ra đây đông thế, vừa gây xa lại vừa cá nữa. Ơi, đừng đánh em. Ôi thôi chết tôi rồi. Em đang uống rượu thì chị lại đánh em, tức chị ghê. Ôi, gây xa lé, không thấy. Ờ, thấy rồi. À, cứu tôi, tù nhân ơi. Ok, mang rào cửa luôn. Ôi, đúng là gây xa trong lòng tôi. Ui. Cảm ơn tiên tri cho con cú nha. Êm điệp lắm. Nhìn cái tên này nhớ con chó cầm cái bông ghê. Ôi, đừng đát nữa. Rồi, hoan đầy máu rồi. Rồi. Đập. Hay quá. Tôi chờ nãy giờ. Trời ơi, đừng đuổi em chị ơi. Mà giờ công thừa canh cặn của mình là dã nhân húp hết. Thôi chúc bạn Kai vui vẻ nha. Lát nữa bạn lên ghế thì mình sẽ cố gắng mình cứu bạn luôn. Chắc chắn thì một điều là khi mà mình Kai Hunter thì mình sẽ có được rất là nhiều điểm tương ứng với tiền ấy, thì chắc chắn là mọi người sẽ mua được rất là nhiều đồ. Mình sẽ mua rượu dở vãi lìn đâu rồi. Có ấy hết tiền rồi. Có gây xa nên mua đèn pin để chơi. Chiếu và gây xa vui lắm. Chiếu khoảng 50 thôi chứ mình không cần stun nhiều. Mình chỉ cần chiếu 50 cho nó khóa kỹ năng, nó đi bộ là được rồi. Coi chừng nó đát qua đây. Ui, nó bay kìa. Bữa nay trong khu vực mình bị bão hay sao á, mưa thất thường kinh khủng luôn. Ở trong miền này thì có đều là chủ yếu vào sau Tết, trong Tết ấy. Giờ mà mưa kiểu này chắc chắn là thất thu kinh khủng. Ngày xưa thì chưa có bộ đội vô trong khu dân cư mình sống á, thì còn đường đất chở từng bao phát nản luôn á. Kiểu rất là mệt, đường trơn trợt mà sình lầy nhìn tởm luôn. Mà may sao thời gian gần đây họ vô họ làm đường nhựa, đi đứng nó sướng hẳn. Chở mà nhìn mấy người ta chở những cái bao điều đồ cũng thấy nó thoải mái kinh khủng ấy. Chứ nói khu ở đây là đường đất đỏ mà té là chuyện bình thường mọi người. Khiếp khủng, cứ mỗi lần trời mưa là đi ra cái đường đất là thôi đó. Cái dép nó dính một bụng cân cả ký.
hiu lâu nhở, có rất là nhiều nội tại đỏ nó trồng lên, nhưng mà mình thấy có hai cái nội tại hoảng sợ kinh khủng luôn á. Xong rồi có nhiều hunter thì họ sẽ lên thêm cây nạng, rồi có thêm cả hiu chậm, trời ơi sợ luôn. Nhưng mà trong trận đấu thì thường thì mình cũng chơi, nếu mà chơi bên Phaser là ít khi nào mình mua full thuốc ở bên sơ lắm, bởi vì là chủ yếu toàn mua dụng cụ để mà cai hân thôi. Nếu mà có mua thì cùng lắm cũng sẽ mua thuốc tốc chạy và thuốc sử dụng để giải mã nhanh. Đó là hai thứ mà mình lúc nào cũng ưu tiên. Còn nếu như mà chơi những nhân vật mà trị thương chậm thì chắc chắn là mình phải dùng, ví dụ như lính thuê, hương sư, mỹ nhân, ba nhân vật đấy. Nhiều người thì họ sẽ lên thêm cái bảng của Senna cho đồng đội heal nữa thì sẽ càng tuyệt vời hơn. Ai, nghĩ tới cái cảnh mà trị thương cho những cái người đó mà không lên những cái nhánh thì thật sự rất là lâu luôn á. Ok, giờ mình sẽ đi mua thêm. Đâu rồi? Đây nè, rượu dở vãi lìn nè. Tính ra trong trận đấu này thì mình pha được rất là nhiều thuốc và rượu, và cũng uống được rất là nhiều rượu luôn. Xỉn luôn, ngoắc cần câu luôn. Trời ơi, sao bên kia đông dữ vậy? Sợ ma, ui ôi. Nhìn đồng đội gục mà thấy đau khổ luôn á. Ui, súng rung trời. Máy này sắp nổ rồi nè. Cố lên. Rồi nổ. Nổ đi, không có công nhắc đồng đội mình lên khó nữa. Tiên tri thì vẫn chưa lên ghế lần nào. Đâu rồi? Đây, để mua con robot ra để cho nó mở cổng. Để muốn mang vật phẩm vừa đi vừa di chuyển giống như mình, các bạn ấn chọn vật phẩm liên tục nha. Ấn liên tục luôn để cho nó mang theo. Nhưng mà khi mà mình ấn liên tục như thế này thì khi mà mình điều khiển nhân vật á thì chắc chắn là mình hay dùng ngón tay giữa để mình bỏ vô giữa cái màn hình điện thoại ấy. Lúc đấy là mình xoay hướng điều khiển của cha. Nhưng mà nếu các bạn đã sử dụng được cái con robot để mở cổng rồi thì mình nghĩ là nên vứt con robot đi, đừng có cầm cái bảng điều khiển nữa, bởi vì nếu ví dụ hunter đến mà nó đánh thì chắc chắn là các bạn sẽ bị nổ vị trí. Nè, có chai rượu này. Để đấy, chai rượu này, uống đi. Ai lấy chai rượu uống đi, tôi cho đó. Đấy, cần gì heal nữa, mệt đúng không? Nhưng mà mình thấy chỉ thương nhanh hơn. Vô thôi, hòa thôi, không thắng được đâu. Một người thoát rồi. Bà cá tới kìa. Giờ bơi chi nữa chứ. Ui, skinhead luôn á. Ôi, phấn khích à. Thôi đi thôi. Bà mic bà núp đấy mà bà cá bà không thấy má. Hello, mình quay trở lại với map Bệnh viện Thánh Tâm với một bộ trang phục của COA4. Nhìn rất là giống một cô gái sửa chữa chai dầu nhớt. Trời ơi, uống nhớt. Nay mình gặp An. Trời ơi, dính mèo rồi sao mà uống rượu rồi sao mà hồi máu kịp đây trời. Nếu như mà mọi người cảm thấy là nó đang có cái gì đó nó qua mình thì mình nghĩ là mình nên chuyển cái khu cai, di chuyển khéo léo làm sao mà về cái vị trí của nó đứng lúc ban đầu ấy. Thì thường thường hunter nó sẽ đâu có bao giờ nó ở nguyên một chỗ mãi đâu, nó phải đi sang vị trí khác nó bắt người đúng không? Nên là mình phải lén lén lút lút, đặc biệt là chơi mù làm sao mà di chuyển khéo léo một tí về cái vị trí của nó, rất là gớm. Đó là trạng thái ở gần thôi, chứ nếu như mà ở phía đối diện nó xa xa như thế thì chắc chắn là mình không thể nào mình đi kiểu đó được, mà khả năng cao là gặp nó đầu game luôn. Giờ mình sẽ chơi lẹ, ngày hôm nay là ngày thứ 6 rồi, ngày mai là chưa đầy một tuần nữa là chúng ta sẽ được đập cầu. Trời ơi, mong mà đang ghê. Ngày hôm nay các bạn có thể xem được cái trailer mới của cái showroom rồi đó. Madame đẹp xỉu, cái gương cũng đẹp. Nhìn nó thay vì nó tròn chỉnh giống như quả trứng gà này, thì bây giờ cái gương nó kiểu giống như là một cái hình chữ nhật, có một cái vành cong cong ở phía bên trên chiều rộng. Sang nhờ, màu tím nhìn nó sang xỉu luôn á.
Ôi lại trời, đừng có ra con thút thít. Mặt mu thút thít. Chơi bartender thì cứ cầm những chín ha. Để mình hồi máu thì mình cũng có thể là mình sẽ gia tăng được tốc chạy, dễ hồi máu hơn. Nhưng mà cầm nhánh 6 cũng rất là hay, bởi vì mình có thể vừa đi cứu người, mình ăn một hit, mình cứu xong rồi mình sẽ tự hồi máu không cần nhờ đồng đội. Đó là những cái mà các bạn có thể khai thác. Nhưng mà thường thường thì mang nhánh 9 thì Hunter ít khi đuổi lắm, các bạn có thể thấy đây. Nhưng mà cầm nhánh 6 là auto bị đuổi đầu, nó khó hiểu lắm. Từ từ nha, Thiên Chi cứu không mất máu. Mà công nhận skin này đắt giá nhất, mình thích nhất ở chỗ là có cái áo trùm một phần bụng, nhìn nó sang chảnh kinh khủng, mượt, nhìn rất là mượt. Và cái máy này cũng gần được khoảng 1/3. Trời ơi. Trời ơi, ra tín hiệu cầu cứu. Trời ơi, quý cô giám thị. Yeah, không dính mèo là ngon rồi. Nhiều khi ra cứu sớm thì cũng ngon phết á. Oh yeah, đánh trúng ghế. Ơi, sao nhảy qua vậy? Ui, làm sao mà tôi... Sao bà chủ... bà điều phố này, bà mang nhánh 9 hay gì á? Bà lăn cái vám một cái, bà chạy thẳng vào trong... vẫn đài. Ôi, xong rồi. Bà đi thẳng xuống đi, tôi cover được, bà chạy qua đêm đấy, tôi đang đứng bên này. Nhưng mà lỡ có đạp trúng mèo thì nên tránh xa đồng đội ra ha. Bởi vì nhiều khi mình đi cùng mình body block nhưng mà dính mèo cả hai là cả hai bị choáng hết trơn luôn á. Rồi mọi người bay rồi. Mẹ nội sắp sang đây rồi đó. Ok, mụ nội sang đây rồi. Trời ơi. Cứu tôi. Hôm nay là tôi mang nhánh 9. Ủa nó không đuổi sao á? Không đuổi luôn à? Hồi trưa nó mưa tầm tã luôn, ta nói trời nó đen thui thử lùi. Giờ là trời nó bốc, nó nắng nó bốc hơi nước lên nóng xỉu luôn. Thật sự là nếu mà ghét mấy cơn mưa kinh khủng, ghét mấy cơn mưa kiểu đấy lắm. Nó mưa thì nó mưa luôn chứ đừng có đừng dở chừng dở dang. Nhớ cái lúc mà đi tập thể dục ở trên trường ấy, đúng hãm luôn. Có những cái buổi mà trưa nó nắng chang chang, xong nó mưa ào xuống một cái, xong bắt đầu nắng lại. Các bạn biết không, cái hơi nước nó hòa với cái hơi đất, xong nó bốc lên. Mà biết rồi, học thì chắc chắn học thể dục ngoài trời rồi. Nhất là những cái trường nào có điều kiện thì học nền xi măng giống như trường mình cấp 3 ngày xưa đấy. U là trời, ta nói nó sốc tận óc. Mồ hôi, mồ kê, nó cứ bị nóng nóng, nó nồm nồm, rồi cái hơi nó bốc vào mũi, nó hít vào. Khó chịu cực kỳ ấy. Khiếp, oi. Từ từ để mình núp núp, mình đi cứu cho. Nếu giờ nó nắng chang chang ở ngoài. Cái thời mà mình năm 2010 2004 3 32 là 11 gì đó, lúc đó là mới đang lớp 2010 9 thì là đang học cấp 3 chứ. Thì lúc đấy là cái cây sân trường, ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu, được có mấy cụm lá mấy má. Trời ơi, nhất là những cái buổi chào cờ học muốn tiền đình luôn. Chào cờ ngồi nắng buổi sớm thì cũng rất là ok, ấm. Nhưng mà tầm khoảng 7 giờ rưỡi đổ về sau là nó thôi rồi, má ơi. Ôi, hàng cây xanh thắm luôn. Cái bụng cây nó được một tí xíu này má. Mà mình ngồi đứa nào cũng chen chen nhau ở một cái tán cây nhỏ xíu đó thì cũng chỉ chừa được khoảng một người thôi, đâu ngồi được người thứ hai đâu. Ôi thế, ok ông Tiên Chi ông nhây cổng à. Trời ơi, cổng mở rồi mà còn nhây nữa. Ủa chơi game đừng nhây cổng nữa không trời. Mình cứu bà mù xong cuối cùng là Thiêu đợi hết mắt đỏ ra cổng, cuối cùng là giờ về làm sao.
Giờ nó cam luôn rồi. Để mình chạy ra mình cứu thêm một lần xem. Rồi hồi máu cứu thêm lần nữa. Chán ghê luôn á. Ngồi ngay cổng đấy rồi mà còn để chết. Ok, cứu lẹ lẹ. Đi luôn, đi luôn. Rồi. Khổ. Để hết để đầy máu xong bắt đầu đi cứu thêm lần nữa. Trời, tôi tưởng thắng cái trời. Cai đến thế rồi. Rồi, ra cứu tiếp. Trời ơi, có thể cho tôi gặp người Việt được không? Gặp người Việt còn thấy thắng thắng được một xíu chứ. Ok, chạy. Gắn lên. Ồ, chẳng hạn thì mình cũng có thể mình cai chỗ nào được mà. Đi thẳng đấy sao mà kịp. Ok, mèo dơ rồi. Thôi. Hết, đây. Hay quá. Vừa kịp đầy máu luôn. Không được rồi, bye bye. Cho chừa cái tật nhai cổng đi, tức quá. Má ơi, cái nến được hồn vô kìa. Tức quá, tự nhiên hòa. Thôi, mình kết thúc video clip đây nha. Hẹn gặp lại mọi người với video sau nha. Bye bye mọi người.